Đừng cản đường trước. Nhiều lắm nên mọi người đi theo thông báo bà con là cẩn thận tài sản. Dạ. Có tập thì đeo theo mang ra phía trước. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thầy Minh Tràng đi có nổi không thầy? Thầy đâu có thầy đi có nổi không? Đau chân lắm. Đi đi đi. Đừng nghe đi cái gì à? Đâu? Chào thầy Thích Tự Do nha. A Di Đà Phật. Chào các thầy. Chúc các thầy đi lên đường mạnh khỏe. Con chào thầy. Hôm nay là buổi sáng này là mọi người đồng lòng, đồng loạt họ đi cùng một bước nha. Đây, thầy ở Tiền Giang đây. Đúng rồi, vậy cái trước bắt hình ảnh đẹp cho quý vị xem. Sáng sớm mình phải còn năng lượng cho quý vị cố gắng mình hoạt động lên. Đó, này bên tệ đó quý vị. Thầy Minh Quỳ nha, thầy nhà. Tôi được quay sát mình của chú ơi. Ai cũng muốn coi thầy. Rất là dài nhiều 40 mọi người dừng lại đi anh em, dừng lại đi. Tại YouTube mình đi sau rồi, đi trước đi ạ, đi ngang à. Thank you.
đi chơi. Trời hết đổ. Bàn chân. Cả nhà ơi quá. Có làm thế này không? À, cô Chi. Em đi trước. Anh có xe đi đi. Xe xe xe. Tới đi ra ra đi mày đá không? Không, đi lên trên. Đi đi cao 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 lên trên đi cao. Đi đi ông đi đi ông đi đi. Để mình đi đôi dép của thầy. Để mình đi đôi dép của thầy. Cái của em đó chị. Có thế hả? À? Đi bên công an. Cười nhá, cười rất là tươi. À,
mai sẽ đi theo thầy. Chào, chào đi anh. Đi sao chị, đi sao? Em gái chị đi sao? Đi sao? Nhà không có gì hết, bây giờ rất là gấp cho nên là chỉ được có ít đồ ăn này nhưng mà chúng tại vì chủ nhà không. Chúc sư lên đường mạnh khỏe nhá. Chúc cô đi luôn ạ. Sư cô biết sao rất là vui bóng sư cô. Sư cô rất là quý các thầy mang hai bó hoa rất là đẹp đến tặng cho thầy, nhưng mà thầy đi đường thầy không có đem được. Dạ. Ê, hai bó hoa đấy sư cô mang đi đâu rồi? Dạ bây giờ tặng cho tử thôi. Đúng rồi đó. Thầy đã đem đi tặng là sẽ mà tặng chứ không đem về. Đúng rồi. Nhưng mà thầy nhìn thấy là rồi đó. Ý là thầy nhìn thấy như vậy là được rồi đó. Thầy không lấy cái gì quá đâu. Dạ thì con